Ok, xin chào các bạn, xin chào các bạn Zsoc fan yêu quý của Belo Lê Thái Tổ. Và rất là vui khi gặp lại các bạn trong buổi livestream ngày hôm nay. Và trong buổi livestream ngày hôm nay thì Belo xin giới thiệu cho các bạn một mẫu Zsoc G-Steel. Vâng, một mẫu Zsoc G-Steel có thể nói là rất là quen thuộc nhưng đã cháy hàng và đã hết hàng ở Belo một thời gian khá là dài rồi đó. Và mẫu G-Steel này thì mình rất là vui khi nhận được bổ sung trong đợt hàng vừa rồi, trong đợt hàng chiều nay tại Belo Lê Thái Tổ, là GST S111A, một phiên bản G-Shock rất đẹp, với thiết kế cơ bản có một mức giá vừa phải trong dòng G-Steel và rất là dễ dàng thuyết phục các bạn G-Shock fan của chúng ta đó. Và đơn hàng bổ sung này thì nó nằm trong một cái đơn vừa phải, thế nên là cái số lượng của nó rất là ít và mình phải tranh thủ mở hộp ngay, livestream ngay cho các bạn G-Shock fan của chúng ta có thể biết được GST-S111A sẽ gồm có những cái gì và nó sẽ trông như thế nào khi mà các bạn mở hộp ra, trước khi các bạn G-Shock fan tại Belo Lê Thái Tổ nhanh chóng mua hết mẫu này tại Belo. Vâng, và các bạn có thể thấy là GST-S111A của chúng ta sẽ được sử dụng module máy là 5445. Vâng, và GST-S111A nó là bộ sưu tập thuộc dòng G-Steel S100 đó. Và S100 này thì nó sẽ có một cái size khá là to, nó phù hợp cho các bạn có cổ tay từ khoảng 15 trở lên đó. Và bộ máy của GST-S110 thì nó sẽ có solar, tức là pin năng lượng mặt trời, và nó ký tự nó ký hiệu vào chữ S ở đây, và đây là màu cơ bản, do đó là nó sẽ là 1A. Vâng ạ, và mình sẽ tiến hành mở hộp cho các bạn xem. Và hộp của chúng ta sẽ là hộp hai ngăn, với ngăn trên sẽ là nơi để chúng ta có cái quyển sách hướng dẫn sử dụng cho module là 5445. Và với các mẫu sử dụng pin năng lượng mặt trời thì sẽ có thêm một cái lưu ý về sạc pin đối với các mẫu năng lượng mặt trời. Và các bạn có thể thấy là ở đây, các mẫu pin năng lượng mặt trời thì chúng ta sẽ không để cái đồng hồ của chúng ta trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời đó. Các bạn chỉ cần để ở nơi có ánh sáng, ví dụ như là mình để ở đây là một đây là mình đang dùng một chiếc MTG, một chiếc G-Shock rất là cao cấp của Casio. Và pin năng lượng mặt trời mà mình chỉ cần để ở nơi mà có ánh sáng đèn LED mạnh đó, hoặc là mình đi cà phê ở bên ngoài trời, mình ngồi ở chỗ bóng râm, như vậy là đủ để cho đồng hồ của chúng ta sạc rất là tốt rồi. Và các bạn tránh, đừng có để đồng hồ của mình ở dưới trực tiếp ánh nắng mặt trời, vì các bạn biết rồi, cái gì để ở dưới trực tiếp ánh nắng mặt trời cũng sẽ rất là nhanh chóng bị hư hỏng, nó sẽ ảnh hưởng đến các bộ phận linh kiện của đồng hồ bên trong, cũng như là màu sắc của đồng hồ, nó sẽ gây biến dạng. Và ánh mặt trời mà để lâu thì nó sẽ không tốt một chút nào, do đó là Casio họ sẽ có một cái lưu ý cho các bạn khi mà các bạn sử dụng đồng hồ pin năng lượng mặt trời. Có rất là nhiều các bạn đã mua G-Shock pin năng lượng mặt trời tại Belo và các bạn bảo là các bạn phơi nắng ở ngoài trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, thì mình nhấn mạnh lại một lần nữa là điều này là rất rất là không nên đó. Và các bạn không nên để dưới ánh nắng mặt trời, các bạn chỉ cần để nơi có ánh sáng là đồng hồ chúng ta đã được sạc rồi. Vâng ạ, và đó là sách hướng dẫn sử dụng và cái sách lưu ý về sạc pin cho pin năng lượng mặt trời. Và tiếp theo chúng ta sẽ có một cái quyển sách khá là quan trọng, đó chính là International Warranty Regulation. Đây là chính sách bảo hành quốc tế của Casio G-Shock trên toàn cầu. Và tất cả các mẫu G-Shock tại Belo cũng như là mẫu GST-S111A này của chúng ta thì sẽ đều được bảo hành quốc tế và có giá trị trong vòng 1 năm. Kể từ ngày mua đó, áp dụng trên tất cả các đối tác của Casio G-Shock trên toàn cầu. Và các bạn có thể thấy là member of Casio G-Shock International Warranty Network. Vâng, các thành viên nằm trong hệ thống của Casio G-Shock chấp nhận bảo hành cho các bạn trên toàn cầu. Ở đây nó sẽ có giá trị 1 năm cho thân máy đó, với các lỗi ví dụ như là vào nước, chết kim, đồng hồ không hiển thị đó, thì các bạn sẽ được chấp nhận bảo hành ở các cái đối tác này đó. Ở Việt Nam chính là công ty Anh Khuê Sài Gòn, đó là nhà phân phối chính thức và duy nhất của Casio G-Shock tại Việt Nam. Vâng, và để các bạn được áp dụng cái chế độ này thì Belo sẽ đưa kèm cho các bạn một cái thẻ bảo hành quốc tế với con dấu đỏ Belo ở đằng sau. Đó là Belo là đối tác chính thức của Casio G-Shock tại Việt Nam, do đó là họ sẽ chấp nhận cái thẻ bảo hành này của các bạn ở trên toàn cầu, giúp cho các bạn nhận được đầy đủ cái chế độ bảo hành của G-Shock trên toàn cầu. Rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Vâng, và đó cũng sẽ là quyển sách thứ hai ở trên ngăn phía trên này. Và phần dưới của chúng ta
Đó, các bạn chỉ cần nhấc cái phần giấy này lên, chúng ta sẽ thấy một chiếc hộp thiếc. Một chiếc hộp thiếc hình lục giác rất là đẹp đó, với họa tiết kim loại, họa tiết thép đó ở phần dưới, phần đáy và phần thân của hộp đây rất đẹp. Nó tượng trưng cho cái vật liệu thép, vật liệu steel đó, mang tên là G-Steel. Vâng, và ở trên cái hộp này chúng ta sẽ có một số các thông tin cơ bản, ví dụ là G-Shock này được thành lập năm 1983 và Shock Resist là chống sốc đó, chống sốc, chống va đập, đó là tính năng làm nên tên tuổi của G-Shock trên toàn cầu, và Water Resist 23 đó, chống nước ở mức 23, tương đương với 200m. Đây là một mức chống nước rất là tuyệt vời, giúp cho các bạn có thể thoải mái đi mưa, rửa tay, đi bơi, đi biển và thậm chí là đi lặn với bình dưỡng khí. Khi các bạn đi du lịch xem san hô thì các bạn đều có thể dễ dàng sử dụng chiếc đồng hồ chúng ta một cách yên trong quá trình sử dụng. Vâng ạ. Và đây, mẫu G-Steel của chúng ta GST S111A ngày hôm nay đây. Vâng, xin chào các bạn, với mẫu GST S111A mới tinh, mới keng, mới được Belo tiếp nhận từ nhà phân phối trong buổi chiều ngày hôm nay, với GST S111A. Vâng, và mình sẽ bóc cái seal này ra để cho các bạn dễ xem hơn. Xin chào các bạn với GST S111A. Ok, một chiếc G-Shock G-Steel với thân vỏ cũng như là viền benzen trên đó đều được làm bằng kim loại rất đẹp, và cùng với một sợi dây nhựa, sợi dây cao su đó rất là mềm mại và rất là ôm tay cho các bạn. Vâng, và các bạn có thể thấy là G-Shock G-Steel GST S111A của chúng ta sẽ sở hữu bộ thân vỏ đó, bộ thân vỏ kết hợp giữa hai vật liệu là nhựa và thép đó. Các bạn có thể thấy ở đây sẽ là viền benzen kép, và Casio G-Shock là độc quyền sáng chế ra cái cấu trúc viền benzen kép này. Nó sẽ giúp cho các bạn là hấp thụ lực va đập và giảm chấn cho bộ máy ở bên trong. Kim giờ, kim phút của chúng ta đều được phủ dạ quang, và các bạn thấy là trên mặt đồng hồ của chúng ta thì cái mặt đồng hồ và các vạch chỉ giờ đều được làm bằng kim loại rất là sáng bóng và phản xạ ánh sáng rất tốt, rất đẹp khi các bạn lên tay. Và ngoài ra các bạn sẽ còn có ba cái vòng sub dial ở vị trí 3 giờ hiển thị thứ, 6 giờ hiển thị giây, và vòng sub dial ở vị trí 9 giờ hiển thị ngày tháng. Và ngoài ra các bạn có thể đổi cái kiểu hiển thị bằng nút adjust. Các bạn có thể thấy là vòng sub dial ở đây nó sẽ hiển thị giờ số hoặc là 28 tháng 11 là ngày tháng cho chúng ta, rất là tiện lợi. Và ngoài ra ở phần viền của các cái sub dial thì chúng ta sẽ là nơi Casio sẽ hiển thị cho chúng ta những cái tính năng, ví dụ như là mức pin, chỉ báo mức pin low, medium và high, alarm có bật hay không, báo tròn giờ, signal có bật hay không, giờ chiều, PM, daily saving time, tiết kiệm giờ mùa hè, giờ light time, thời gian sáng của đèn các bạn có chỉnh lên 3 giây hay không thì chúng ta sẽ đều được thông báo hết ở đây. Vâng ạ. Và GST 111A của chúng ta sẽ có các cái tính năng cơ bản, ví dụ như là touch solar, solar power, pin năng lượng mặt trời đó, shock resistance, chống sốc nhờ cái cấu trúc và viền benzen kép mà mình vừa giới thiệu đến các bạn, double led light, vâng, một cái module đèn led màu trắng rất sáng đó, rất sáng, và kết hợp cùng với cả kim dạ quang thì nó sẽ giúp cho các bạn xem giờ trong vòng tối rất là dễ dàng đó. Countdown timer đó chính là bấm giờ đếm ngược. Second stopwatch là bấm giờ thể thao với độ chính xác 1/100 giây. World time là xem giờ quốc tế. Daily alarm là báo thức hàng ngày. Và 200 meter water resistance đấy chính là chống nước ở mức 200m. Các bạn có thể thấy là với một cái thiết kế rất là sang trọng, một cái thiết kế rất là sang trọng, các bạn có thể phụ kết hợp với vest hoặc là áo phông có cổ không cổ đều được đó, và các bạn có thể dùng để đi làm, đi chơi chúng ta đều rất là đẹp. Thì cái GST S110 này thực sự rất là đáng giá nếu mà các bạn so sánh với các mẫu đồng hồ G-Shock và các mẫu đồng hồ truyền thống khác mà sở hữu thiết kế sang trọng như thế này, thì các bạn mới thấy mức giá cho G-Shock đã là rất là tuyệt vời. Vâng, và không chỉ ở mức giá mà các bạn sẽ còn nhận được rất rất là nhiều các tính năng đó. Với những cái đồng hồ truyền thống mà sở hữu thiết kế sang trọng như thế này, các bạn phải trả tầm giá ít nhất là 15, 20, 30 triệu đó. Nhưng các bạn sẽ nhận được cái gì? Các bạn sẽ một là các bạn nó là đồng hồ cơ chẳng hạn, thì các bạn sẽ bị sai số
cái độ sai số nó sẽ rất là cao này. Pin nó không sử dụng pin, do đó là nó các bạn sẽ phải lên dây cót liên tục này, và cái mức chống nước của nó sẽ chỉ rơi vào khoảng 5 atmosphere này, 5 3 này, 13 này, chứ không bao giờ được 23 như Casio G-Shock. Đó, tương đương với 200m như thế này. Vâng, có thể nói là với một cái mức giá này thì G-Shock G-Steel là một sự lựa chọn tuyệt vời cho các bạn trẻ trung mà muốn cho mình một phong cách khỏe khoắn và muốn đem lại cho mình những cái tính năng cực kỳ hữu dụng như là solar power. Đó, các bạn không bao giờ phải lo lắng về đồng hồ của chúng ta bị hết pin này, rồi các bạn không bao giờ phải lo chúng ta đồng hồ chúng ta bị vào nước này. Đó, các bạn có thể thoải mái sử dụng với chiếc đồng hồ G-Shock G-Steel này. Và đó cũng là cái lý giải vì sao mà GSTS 111A rất là hot tại Belo Lê Thái Tổ như vậy. Đó, và Belo đưa rất nhiều mẫu này về nhưng vẫn chưa thể đáp ứng đủ cái số lượng, cái nhu cầu của các bạn. Và Belo rất là cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Và tại sao mà các bạn ủng hộ cho Belo nhiều như vậy? Thì các bạn có thể thấy là với GST S111A này, khi mà các bạn đặt mua thì Belo sẽ để cho các bạn đầy đủ các phụ kiện đi kèm. Và tất cả sản phẩm tại Belo đều có tem vàng chống giả phía sau nắp lưng. Đó, giúp cho các bạn hoàn toàn yên tâm khi mua G-Shock tại Belo. Và ngoài ra thì Belo sẽ tặng kèm cho các bạn thẻ thay pin G-Shock miễn phí trọn đời, giúp cho các bạn không bao giờ phải lo lắng về đồng hồ của chúng tôi sau khi mà hết pin. Đồng hồ của các bạn khi mà hết pin, các bạn đến đâu thay thì các bạn cứ mang qua Belo lên Thái Tổ, chúng tôi sẽ thay pin miễn phí trọn đời cho các bạn. Đó, và ngoài ra thì Belo cũng sẽ tặng kèm cho các bạn những cái phần quà hết sức là đặc biệt, như là vòng đeo tay G-Shock cực cool như thế này. Nó sẽ là một cái phụ kiện tô điểm thêm cho chiếc đồng hồ G-Shock G-Steel của các bạn. Đó, và chúng tôi có rất là nhiều các màu vòng để cho các bạn thỏa sức lựa chọn và phối kết hợp cùng chiếc G-Shock của mình, tạo được nên những cái phiên bản mang phong cách cá tính của riêng bạn. Và các bạn chỉ cần nói yêu cầu của các bạn thích màu vòng đen, đỏ, xanh, trắng hay là vàng, nâu, chúng tôi sẽ đều có đủ cả để phục vụ các bạn. Vâng, và ngoài ra thì với các bạn G-Shock fan đã là khách VIP của Belo rồi thì các bạn sẽ còn được giảm giá 15% trên cái giá niêm yết này nữa. Đó, và nếu mà các bạn chưa là khách hàng của nếu mà các bạn chưa phải là khách hàng của Belo thì các bạn đặt mua online thì các bạn sẽ được giảm giá 10%, hoặc các bạn cũng có thể qua trực tiếp Belo Lê Thái Tổ, số 46 Lê Thái Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, và chỉ cần nói rằng các bạn đã tham khảo qua online thì chúng tôi cũng sẽ giảm giá 10% cho các bạn và tặng các bạn một cái chiếc thẻ VIP để lần sau các bạn được giảm giá 15% cho tất cả các mẫu đồng hồ G-Shock tại Belo. Vâng ạ, và G-Shock G-Steel mình xin nhắc lại một lần nữa là sẽ có đầy đủ phụ kiện như là tem vàng chống giả phía sau nắp lưng, cái thẻ bảo hành quốc tế đi kèm, đó, thẻ VIP card, đó, thẻ thay pin G-Shock miễn phí trọn đời. Đó, và những chiếc vòng đeo tay G-Shock cực kỳ cool như thế này. Vâng ạ, và Belo rất là cảm ơn sự ủng hộ của các bạn G-Shock fan trên cả nước, và chúng tôi miễn phí vận chuyển G-Shock COD trên cả nước, giúp cho các bạn rất là tiện lợi khi đặt mua G-Shock tại Belo. Và tất nhiên rồi, nếu có dịp thì mình rất là mong gặp được trực tiếp các bạn tại Belo Lê Thái Tổ, số 46 Lê Thái Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, để trực tiếp trải nghiệm hàng trăm mẫu G-Shock và được cập nhật liên tục tại Belo Lê Thái Tổ. Vâng, xin cảm ơn và rất là biết ơn sự ủng hộ của các bạn G-Shock fan, và rất ước mong được phục vụ tất cả các bạn G-Shock fan trên cả nước. Còn bây giờ thì mình xin phép được kết thúc clip giới thiệu GST 111A ngày hôm nay tại đây. Vâng, với các thắc mắc về hướng dẫn sử dụng cũng như là các vấn đề gặp phải trong quá trình sử dụng thì mình sẽ xin phép được giải đáp trong các video clip tiếp theo. Vâng, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.